Hai xin chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin đó là ngày hôm nay đó quý vị. Thì em cũng muốn lên làm cập nhật cho quý vị là những cái thông tin thì nó cũng đang liên quan tới những vấn đề như là những cái vụ việc của cô show Nguyễn Phương Hằng. Theo quý vị và các bạn cũng biết trong những cái những ngày hôm nay đó quý vị, nó đang lùm xùm về những cái vụ việc như là liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Bị 6 người thì nói chung thì kiện cô show Nguyễn Phương Hằng, hoặc là 6 người đó thì nói chung bây giờ thì cũng đã trở thành những người bị hại đó. Thì những điều này được khá là nhiều cô dì chú bác cũng rất là quan tâm. Tại sao thì quý vị cũng biết rồi, tại sao mà những người này từng lên chửi cô show Nguyễn Phương Hằng hoặc là từng xúc phạm cô show Nguyễn Phương Hằng thì rất là nhiều lần, thì cô show Nguyễn Phương Hằng lúc đó thì mới đáp trả lại những lời nói của những người này công kích hoặc là xúc phạm gì đó. Đó thì cô show Nguyễn Hằng mới đáp trả lại. Thì bây giờ những người đó lại là người bị hại, và bây giờ cô show Nguyễn Phương Hằng thì lại là người hại người khác. Thì nói chung á, khá là nhiều người dân, cô dì chú bác cũng rất là quan tâm, nói chung cũng rất là bức xúc về những cái vấn đề này. Nói chung thì vì cũng biết rồi, thì cơ quan chức năng thì cũng đã ra những cái quyết định đó rồi, thì mình không thể nào mà chối cãi được, đúng không viện? Nhưng mà quý vị cũng biết trong lúc mà bà trong cái lúc mà cô show Nguyễn Phương Hằng đó vậy bị tạm giam thêm 2 tháng đó vậy, có rất là nhiều thông tin hoặc là rất là nhiều cô dì chú bác cũng rất là yêu quý cô show Nguyễn Phương Hằng, có rất là nhiều người như là cựu chiến binh hay gì đó cũng rất là yêu thương, và người ta yêu cái lẽ phải, yêu cái sự thật. Người ta cũng đăng lên những cái dòng xì ta tút nó rất là hay, nói lúc nào thì cũng luôn luôn ủng hộ là lẽ phải, ủng hộ cái chân chính, ủng hộ cái sự thật. Thì cũng có nhắc tới cái vấn đề như là của cô show Nguyễn Phương Hằng, cũng như là nhắc tới những một người phụ nữ thì bỏ hết công sức, công lao, sự nghiệp để giúp đỡ người, giúp đỡ đời cho xã hội, thì những cái vấn đề công lao đó thì sẽ được công nhận, thì người ta sẽ tin tưởng là pháp luật Việt Nam sẽ xử lý công bằng. Thì quý vị cũng biết trong cái vấn đề như là liên quan tới vụ việc của cô Đinh Thị Lan Tặc thì đã là người bị hại, đúng không quý vị? Nhưng quý vị và các bạn hãy nhìn xem xung quanh, trong những ngày hôm nay đang có rất là nhiều những anh em YouTube đang đưa lên khá là nhiều những cái thông tin hoặc là nhiều những cái bằng chứng mà liên quan tới cô Đinh Thị Lan Tặc, như là xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng rất là nhiều lần, thế này thế nọ thế kia. Rồi quý vị cũng biết cô Đinh Thị Lan Tặc mình hầu như đang đưa khá là nhiều những cái clip liên quan tới cái vụ việc như là của Điền Võ nè, hoặc là đưa những cái clip như là của cô show Nguyễn Phương Hằng về những cái vấn đề như là đổ thừa, nói là bắt bé quỷ Hằng Hữu gì đó, đó rất là nhiều, là nói bà Hằng vu khống xuyên tạc gì đó. Hầu như quý vị thấy ngày nào cô Đinh Thị Lan cũng đưa những mấy cái clip đó lên trên mạng xã hội, nói Điền Võ là hâm dọa và đe dọa hoặc là xúc phạm cô Đinh Thị Lan Tặc lên trên mạng xã hội, hoặc còn đưa những cái clip liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Theo quý vị và các bạn cũng biết có rất là nhiều những cái thông tin và cái tín hiệu rất là vui mà liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Nếu trong cái phiên tòa thì sắp tới đây, tại vì có rất là nhiều những cái video mà những người này, nói chung là những người bị hại đó vậy, thì cũng đã từng như là nói về vấn đề của cô show Nguyễn Phương Hằng, thì cũng được những anh em YouTube hoặc là lưu lại, hoặc là những cái thông tin đó là bên phía như là luật sư của cô show Nguyễn Phương Hằng á, người ta cũng đã nắm được rồi, là những cái đoạn video như là từng cái cô Đinh Thị Lan Tặc mình cũng từng lên trên mạng xã hội như là nói về những cái vấn đề là của bà Hằng, mà nói là bà Hằng xài hộp sòn giả hoặc là thế này thế nọ, hay là xúc phạm bà Hằng gì đó. Rồi còn cô Hẹn Đi Cô thì cũng nhiều lần, nói chung thì nói vào cái vấn đề là của quỷ Hằng Hữu. Rồi còn anh Đức Hỉnh thì có những cái bài báo thế này thế kia là nói về cái vụ việc như là của cô show Nguyễn Phương Hằng. Rồi còn những cái vấn đề như là của những anh gần sĩ thì cũng đã từng, nói chung là bị cô show Nguyễn Phương Hằng là vạch mặt những cái vấn đề như là từ thiện từ gì đó. Đó cũng khá là nhiều người dân biết cái vấn đề đó rồi. Đó có rất là nhiều những cái thông tin, hay là những cái anh luật sư trong những ngày hôm nay rất là chia sẻ những thông tin mà liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Không phải thì nói chung thì bây giờ là cô show Nguyễn Phương Hằng thì đã bị tạm giam thêm 2 tháng rồi. Còn những cái quyết định hay là những cái thông báo nào mà đã liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng thì hoàn toàn là chưa có. Đó. Còn bây giờ những người yêu quý cô show Nguyễn Phương Hằng, những luật sư hoặc là những anh em YouTube
thì cũng ráo riết mà đi tìm những thông tin hoặc là đi thu thập những cái vấn đề như là những cái video mà hồi xưa của những người này từng lên đó là xúc phạm cô Sô Nguyễn Phương Hằng, để lưu trữ hoặc đăng tải lên trên mạng xã hội cho cô dì chú bác còn nhớ tới những cái vấn đề đó, hoặc là cũng cung cấp những cái thông tin đó cho luật sư của cô Sô Nguyễn Phương Hằng để có đủ những thông tin bằng chứng. Nhưng cho tới cái ngày mà phiên tòa diễn ra xử cái vấn đề của cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì có những cái bằng chứng như là chống lại những người này. Quý vị và các bạn cũng biết, bây giờ nói chung thì cô Sô Nguyễn Phương Hằng đang bị, là nói chung những người kia là bị hại, đúng không quý vị? Thì cơ quan chức năng người ta cũng sẽ làm việc với hai bên, thì cũng sẽ hỏi, thì nói chung thì người ta cũng sẽ hỏi là bây giờ thì bị hại cũng như là những người Đinh Lan Tặc hay là Hèn Ni Cô gì đó, thì nói chung là bị hại đúng không quý vị? Cơ quan chức năng cũng sẽ điều tra hỏi là bà Hằng làm thế nào thế kia, rồi mấy người này có xúc phạm bà Hằng hay không. Đó mới là một cái vấn đề nghe quý vị, đó mới là một cái vấn đề. Không biết những cái bọn này sau này lên là trong cái phiên tòa sẽ trả lời với tòa như thế nào về những cái vấn đề đó, hay là những anh công an hỏi những cái vấn đề đó thì những cái bọn này không biết sẽ trả lời ra sao, thì mình sẽ chờ đợi tới lúc đó nghe quý vị. Nói chung thì tới bây giờ thời điểm hiện tại mình thấy những cái vụ việc này, cho dù cô Sô Nguyễn Phương Hằng hiện tại là nói chung thì bất lợi đó, thì cũng rõ ràng là cô Sô Nguyễn Phương Hằng đã bất lợi rồi. Nhưng những người như là những phe đối lập hay là những người bị hại gì đó cũng chưa được an toàn. Nói chung trong cái thời điểm hiện tại có rất là nhiều những người phe đối lập nè, hay là những cái bọn như là gừng sĩ gì đó lên trên mạng xã hội rất là vui vẻ, hoặc là ăn mừng rất là nhiều. Nói chung ăn mừng hả hê, nhảy nhót múa nhảy gì rất là nhiều khi thấy bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng đó. Thì cũng rất là nhiều người, thì cô dì chú bác cũng rất là buồn, tại người ta cũng rất là mong đợi, cũng thấy cái vụ việc của cô Sô Nguyễn Phương Hằng á thì nó cũng khá là lâu rồi đó, thì 5 tháng rồi, bây giờ thêm 2 tháng nữa thì nói chung thì cũng 7 tháng chứ không phải là con số ít, đúng không vị? Cũng hơn nửa năm rồi. Mà cái vụ việc thì của cô Sô Nguyễn Phương Hằng thì càng ngày thì nó càng căng thẳng. Thì quý vị cũng biết á, là nhiều người nói là chuyến này bà Hằng sẽ toan, sẽ gì đó. Hay là có một số những dàn luật sư khác cũng đang mạnh miệng chia sẻ những cái thông tin là liên quan tới cô Sô Nguyễn Phương Hằng sẽ bị nhận những cái mức án thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng thật chắc á, thì quý vị và các bạn cũng đã từng thấy, hiện tại đâu phải là cơ quan chức năng người ta công bố là cô Sô Nguyễn Phương Hằng đã bị là tội này, rồi bị tội kia, hay là thế này thế kia, hay là những cái mức án đâu. Đó, chỉ là bắt, nói chung là chỉ là tạm giam thêm 2 tháng để phục vụ vấn đề điều tra, để coi còn thiếu sót gì hay không. Nhưng mà có một số người luôn cầm đèn chạy trước ô tô, lợi dụng cái vấn đề này để đưa lên trên mạng xã hội, nói là chuyến này thế kia thế nọ. Hoặc là có nhiều người nói là những anh em YouTube cũng sẽ toan. Quý vị cũng biết là cái vấn đề là như là của cô Sô Nguyễn Phương Hằng nè, bây giờ thì nói chung thì khá là bất lợi rồi đó, rất là bất lợi. Nhưng tới mà cái ngày xét xử thì cũng chưa chắc ăn thua đâu quý vị đó, tới ngày đó mới biết được. Tại vì không phải là thấy cô Sô Nguyễn Phương Hằng là bị hại, cũng có thể là tới ngày đó có rất là nhiều luật sư là bảo vệ cho cô, sẽ có rất là nhiều thông tin liên quan về những cái vấn đề là những người bị hại từng chửi bà Hằng nè, thì có rõ ràng nha quý vị. Quý vị cũng đã từng thấy những cái video mà những anh em YouTube đang đưa lên trên mạng xã hội hiện nay, hoặc là những anh em YouTube đi vào trong Facebook đó quý vị, tìm kiếm những cái kênh như là đã lưu lại những cái video mà rất là lâu rồi, mà những người này từng lên mạng xúc phạm bà Hằng, xúc phạm Hằng Hủ, xúc phạm về Đại Nam, chửi rất là nhiều, chứ không phải là không có. Đó, nói chung thì đừng có thấy người ta như vậy mà cười. Thì nói chung vội cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Chừng nào mà cơ quan chức năng người ta xét xử, người ta đưa ra những cái kết quả chính xác nhất, hoặc là người ta xác định là bị như thế này thế kia, hoặc là người ta xác định là bị bao nhiêu năm gì đó, thì cái đó mới rõ ràng. Như cái vấn đề nè, là của tỉnh Thất Bồng Lai đi đó, cơ quan chức năng đã ra những cái quyết định là phán quyết là 3 năm, 5 năm đó, hoặc là 4 năm gì đó, thì rõ ràng là bây giờ những người đó là phạm tội, là đã sai, không thể nào mà chối cãi được, mình không thể nào mà lật lọng được. Còn cái vụ việc của bà Hằng là đang tạm giam, đang còn trong quá trình là điều tra, mà không thể nào mình xác định được vấn đề là bà là sẽ bị bao lâu, hoặc là sẽ bị như thế nào, thì đó rõ ràng là những người này đang bịa chuyện, đang kiếm cớ làm cho dư luận càng ngày nó càng náo loạn lên thêm, chứ cũng chả có giúp đỡ gì được cho ai. Nó rất rõ ràng là chỗ đó. Còn nhiều người á thì nói cái vụ việc của bà Hằng thì đi so sánh với vấn đề của bà Hằng với tỉnh Thất Bồng Lai, thì quý vị thấy nó khá là nực cười, đúng không quý vị? Của bà Hằng thì nó khác, còn tỉnh Thất Bồng Lai là nó khác.
không có liên quan. Nói là tỉnh thất Bồng Lai thì có vài cái clip thôi, vu khống xuyên tạc trên mạng xã hội thôi, còn bà Hằng tới năm mươi mấy clip. Thì chuyến này bà Hằng sẽ ủ tờ bao lâu, hoặc là chuyến này bà Hằng chừng nào mới được ra? Thực chất thì hiện tại thì quý vị cũng biết tỉnh thất Bồng Lai đã bị xử rồi, chỉ đợi ngày kháng cáo thôi, mà còn chưa biết ngày nào kháng cáo hoặc là phúc thẩm lại nữa. Còn cái vấn đề như là của bà Hằng thì cơ quan chức năng chưa có quyết định, nhưng những người này rất là nhiều người đang cầm đèn chạy trước ô tô, có rất là nhiều những thông tin hiện nay cũng nói chung là những anh em đưa lên trên mạng xã hội đó, cũng có lợi cho cô Xô Nguyễn Phương rất là nhiều. Tại vì á, những bây giờ nói chung á, thì bà Hằng phải sai tới đâu thì cơ quan chức năng phải xử lý tới đó, đúng không quý vị? Còn cái vấn đề như quý vị và các bạn đã từng thấy là bà đúng chỗ nào hoặc là như thế nào thì cô dì chú bác cũng đã biết rồi đó, bởi vì cô dì chú bác rồi mới rất là yêu thương cô Xô Nguyễn Phương Hằng đó. Còn về những cái vấn đề quý vị thấy không, bây giờ á, là những anh gần sĩ á, thì vui mừng ăn mừng rất là hả hê, đúng không quý vị? Nhưng cái sự việc quý vị đã thấy là bây giờ người dân này, hoặc là cô dì chú bác á, người ta rất là quan tâm về cái vấn đề, hoặc là người ta đã không còn tin tưởng vào những cái anh gần sĩ này nữa, hoặc là người ta không còn tin tưởng vào những một số luật sư hay là những cái nhà báo này. Quý vị thấy không, hồi đó thì chỉ xem báo, xem những anh gần sĩ, đọc báo thế này thế kia. Nhưng từ khi mà YouTube xuất hiện, hoặc là cái vấn đề là của bà Nguyễn Phương Hằng, cái drama nổ ra đó, có rất là nhiều người, cô dì chú bác đã không còn tin tưởng vào những anh ca sĩ này nữa, hoặc là những cái anh báo. Tại vì quý vị biết báo bây giờ làm nhầm người còn thua mà YouTube nữa, mình thấy nó rất là nực cười đó. Báo mà bị mà bà Hằng vạch mặt nè, hoặc là bị bà Hằng thách sao kê gì đó rất là nhiều. Nhưng cái kết quả đó, quý vị thấy đó, những cái anh này có làm được gì không, có dám mở miệng ra là để làm báo, hoặc là mở miệng ra là sao kê thế này thế nọ thế kia hay không, hay là những cái vụ việc là của anh gần sĩ đó, sao kê sao kéo gì đó, có ai dám ra sao kê hay không, hay là tới thời điểm hiện tại thì chỉ là đang là người bị hại. Thì nói chung á, thì bị hại thì mình đã chấp nhận bị hại rồi quý vị, tại cơ quan chức năng đã ra những cái quyết định và thông báo đó rồi, mình không thể nào mà chối cãi, không, mình không thể nào mà phủ nhận được. Nhưng là em muốn nói là một lần nữa là hiện tại bà Hằng chỉ bị tạm giam 2 tháng, còn những cái quyết định khác thì hầu như là chưa có. Đó, có rất là nhiều người đang đồn đoán là bà Hằng thế này thế kia, thì hầu như đó là hoàn toàn những thông tin mà bịa chuyện hoặc là sai sự thật. Thì quý vị và các bạn cũng biết bản tin là ngày hôm nay thì em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe về. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh thì cũng nhớ là cho em một like luôn nghe quý vị, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, bye bye.